Rồi, em xin chào cả nhà nhá. Chào tất cả cô chú anh chị em yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Cả nhà tối nay cả nhà đã chuẩn bị cái khâu cổ vũ bóng đá Việt Nam đến đâu rồi? Đấy, lại một hy vọng nữa, hy vọng là hôm nay Việt Nam mình sẽ thắng lợi để giành cái điểm đầu tiên ở cái vòng loại World Cup thứ 3 này nhé cả nhà nhá. Nói thật em từ lần cái lứa tuổi U23 nó đá bây giờ cũng thích xem bóng đá Việt Nam, thích theo dõi những cái trận của Việt Nam đá, nói chung là rất khởi sắc nha cả nhà nhá. Hôm nay hàng mọi người đây vẫn còn ngoài kia, tại vì em phải đóng cửa tại vì là ngoài kia là loa đài của bản người ta đang nói chuyện, nên ra là không thể quay ở ngoài được. Rất mong cô chú cùng toàn thể gia đình hôm nay xem thì lại cho em xin một nút like và ưu tiên cái kênh của em, tiếp tục ưu tiên cái kênh của em để cái kênh của em càng ngày càng phát triển và tiếp cận đến nhiều cô chú anh chị em hơn nhá. Thì hôm nay chắc chắn là em chia sẽ dôi hơn đấy, dôi hơn vẫn ra tiền đấy, nhưng dôi hơn nhưng mà lại nhiều cái mặt hàng mới cả nhà nhá. Hôm nay em sẽ cho, trước khi quay thì em sẽ cho mọi người xem từng cái mặt hoa đấy. Rất mong là mọi người đóng góp với ý kiến xem là quay video như này đã được chưa nè, đã chi tiết chưa, và có cái gì sai sót thì mọi người thông cảm nhá. Em xin mời mọi người qua từng đơn nhá. Đây là vẫn là cái món ăn thân thương, cái món ăn là được nhiều cô chú thích và sướng nhất. Nó nằm trong cái top hoa, 10 top hoa đẹp nhất của Lan rừng. Nó là hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lùi nhé cả nhà nhá. À, cho hoa là cho hoa dịp Tết. Hôm nay thưa với cả nhà thì chỉ có 3 hình thôi. Có 3 hình thôi nhé cả nhà nhá. U lùi bây giờ đây. Như bây giờ là mầm tơ nó lên này rồi này. Đấy, cái thằng này nguyên một dề này. Đấy. Mầm tơ nó đã lên thế rồi. Đấy. Hoàng thảo ngũ tinh nó hay một cái, nó lại còn cho hoa đúng Tết mà nó bông hoa nó to và nó đẹp. Nó nằm trong top 10 của cái bông hoa, có bông hoa đẹp nhất của hoa lan rừng. Cái riêng một cái dề này 424 thân tơ này. Đấy. Đây là dòng xanh ngắn nhé cả nhà nhé. 5 này. 6 này, 7 này. 8 này, 9, 10 này. 11 này. 12 này. Nói chung là cứ mỗi một thân thì nó cõng một thân già. 13, 14, 15, 15 này. 16 này. 17 này. 18 này. 19 thân tơ cả nhà nha, 19 thân tơ. Mua cái dòng xanh ngắn thì nó sẽ dôi thay cân cái thân tơ này hơn. Đấy. Nhưng mà ví dụ như là mua dòng xanh ngắn thì nó hoa thì nó sẽ không được sai hoa những cái dòng xanh dài nhé. Ví dụ như là một cái thân như này nó chỉ nở đến đây thôi chẳng hạn. Đấy, nhưng mà sai dài tầm 60 thì nó nhìn nó một tràng luôn. Nói chung mua loại nào thì nó sẽ có ưu thế loại đấy cả nhà nhá. Hoàng thảo ngũ tinh, hoàng thảo u lùi hình số 3 220.000. 220.000. Có 17 thân tơ cả nhà nhá, hình số 3 220.000. Có 3 hình thôi. Hình đầu tiên em giới thiệu kỹ như thế nhá, về cả mặt hoa nữa cô chú nhớ là theo dõi từ đầu đến cuối nhá. Hình này dọc thuộc dài song dòng sai cũng hơi dài dài, hình số 2 cũng 220.000. Em chia hết cho mọi người một cân ấy. Đấy. Mầm tơ này. Em sẽ bó bằng dây lạt. Đấy. Đấy, như những cái dòng xay dài này thì nó sẽ ra hoa rất dày này. Đấy, có những lẫn một cái dòng xay ngắn này. Đây, xay dài đây. Đấy. Bao nhiêu thân rồi nè. Đấy, em không đếm, em chỉ dơ lên mọi người tự để ý nhá. Đấy. Xay dài thì nói chung ra hoa thì nó rực rỡ, nó nhìn nó vật vã hơn. Nhìn cái giò lan nó to hơn đấy. Ví dụ như thế này là quá đủ một chơi một cái giò hoa lan Tết rồi đấy. Hình số 22 hay hình số 2 220.000. Hình số 12 cũng 220.000 à. Quay cho mọi người nha. Tính em thì cứ chi tiết tỉ mỉ. Còn bác nào mà sốt ruột ấy, sốt ruột mà xem video mà cảm tưởng đấy sốt ruột đấy thì mình sẽ không chọn được những cái giò lan nó theo ưng ý đâu. Em nói thật, mua lan là phải tỉ mỉ,
người quay nó phải tỉ mỉ, mà người mua cũng phải tỉ mỉ, xem nó kỹ cái video, không phải cứ dơ lên không nói gì cứ thế là chốt thì không, thì nữa mình chọn sẽ không được đúng nhá. Đấy. Size dài này cũng 220.000, cái đấy nó ra hoa, những cái thân dài ra hoa thì rực rỡ luôn. Hình số 1 220.000, hình số 1 220.000. Hôm nay có một đúng một hình Hoàng Thảo môi tua. Hoàng Thảo môi tua cho mọi người mang ngắm mặt bông nhá. Đây cả nhà ơi, đây là Hoàng Thảo môi tua nhé cả nhà nhá. Hoàng Thảo môi tua một dòng lan rất rẻ và mặt bông thì rất phê, nó vàng chóe, nói chung là nó sẽ có một cái điểm đẹp nhất định, nó nguyên một rể, toàn bộ thân tơ. Đấy. Và đây là những cái thân rời. Đấy. Đấy. Cây nguyên một rể, đây những thân rời Hoàng Thảo môi tua duy nhất một hình, hình số 4, các bác biết bao nhiêu không? 100.000 cả nhà nhá, bác nào nhanh tay nhá, bác nào nhanh tay có 100.000 thôi. Rồng được hai giò thì vật vã, nguyên cái một cái dề này trồng thì cực kỳ đã phê rồi. 100.000. Hoàng Thảo môi tua nhá. Tiếp theo cả nhà nhá, đây là mặt bông của Hoàng Thảo Ý Ngọc. Đấy. Trên Hoàng Thảo Ý Ngọc này thì nó lại có một cái con đặc thù là nó rất giống với Hoàng Thảo Kèn của Lai Châu. Đấy, đơn ra nhiều người và nhiều ba nơi có khi là người ta sẽ dựa vào đây để người ta bán là kèn ý, hay thường gọi là kèn ý này. Cái loại này thì nó là mặt bông năm cánh trắng, họng đỏ như này này. Đấy, nó có một cái mùi thơm rất lạ và dị. Nó là mùi thơm 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 hơi hôi hôi cả nhà. Đấy, em phải nói rõ nhá. Mùi thơm hôi hôi nhưng mặt bông cực kỳ là phê. Mặt bông rất đẹp luôn nhá. Hoàng Thảo Ý Ngọc. Hình số 7 150.000. 150.000. Đấy, hôm nay bán cho mọi người. Em vặt hết lá, vặt trụi lá rồi. Vặt trụi lá rồi cả nhà, 2 rề 150.000. Không đâu bán như nhà em nhá. Hôm nay là ôi, hôm nay cổ vũ Việt Nam, có những cái gì mà có thể là xi xoa được bán rẻ hơn một tí được thì lại bán rẻ hơn cho mọi người nha. Hình số 10, hình số 7 150.000, hình số 7 150.000. Tại sao em cứ bảo mọi người nên nghe em, nó thật là nhiều khi là có gì thì em nói thẳng và nói thật và nói rất chi là chi tiết cho mọi người để mọi người nắm được. Mùa này nên mua những cái hàng cân, mà đến lúc có xuống lá này mọi người có mua hàng cân này nó cũng rất lợi thế cho mọi người. Hình số 8 150.000. Và mùa này nó là mùa ghép, mùa vào vườn. Đấy. Chả tội gì mà lại không mua. Không biết một cái chỗ này là 150.000 nhưng mà không biết bao nhiêu thân tơ nha cả nhà nhé. Không biết bao nhiêu thân tơ. Tội gì mà không mua. Về ngắm hoa sướng rồi chứ không nói gì. Đấy. Mua một giò lan thuần thì chi phí nó sẽ cao hơn nhé. Hình nha. Hình số 8 150.000, hình số 8 150.000. Hình số 6 cũng 150.000, Hoàng Thảo Ý Ngọc. À đây, thằng này thì nó có một cái, thằng này là ngọc thạch ba màu này, thằng này ngọc thạch ba màu đấy, ngọc thạch ba màu đấy. Lẫn ở trong đấy cả nhà nha. Hình số 6 150.000. Hôm nay chắc chắn video hôm nay sẽ là bay hết cả cái hàng, bao nhiêu hình thì bay bấy nhiêu, sẽ bay hết cả nhà nha. Hoàng Thảo Ý Ngọc hình số 5 150.000, 150.000. Rất nhiều thân tơ, dòng xanh ngắn nhé cả nhà nhé, dòng xanh ngắn 150.000, rất nhiều thân tơ Hoàng Thảo Ý Ngọc. Hình số 5 150.000. Rồi, từ trước giờ hôm nay mới lại có tầm 2 4 5 các bác nhận ra loại lan này lan gì chưa? Nó là kiều mỡ gà. Một dòng kiều nó cho hoa đậm đà, nó như màu hoa nó đúng như cái mỡ gà mọi người để nấu nó vàng ươm ấy. Đấy, đúng gọi là người ta gọi là kiều mỡ gà nhá. Em mời mọi người ngắm mặt bông nhá. Đây, mặt bông của kiều mỡ gà này các bác nhìn thấy phê chưa? Cái kiều mỡ gà này nó rất ít, nói chung là nó hiếm hơn kiều vàng. Nó chỉ hiếm sau với kiều dẹt thôi. Đấy, nó hiếm hơn kiều vàng rất nhiều nhé cả nhà nhé. Mặt bông nó thì rất phê, rất cực đẹp luôn. Đây là kiều mỡ gà nhé. Còn đây là kiều vàng này. Đấy, mặt bông kiều vàng nó là như thế này. Còn kiều mỡ gà nó là vậy nhé cả nhà nhá. Rồi, em mời mọi người.
Hình số 35, 200.000. Kiều mỡ gà nhá, nó chỉ đứng độ hiếm thì nó chỉ đứng sau cái thằng kiều dẹt thôi. 200.000. Dòng xanh ngắn nhé cả nhà, thằng này dòng xanh ngắn nhá. Trồng một giò rất phê. Hình số 35, 200.000, hình số 35, 200.000 kiều mỡ gà. Hình số 36, loại dòng xay dài đây. 300, hình số 36, 200 cũng 200.000. Em cứ chia đều đều, rất tuyệt vời nhé cả nhà nhé. Kiều mỡ gà nhé. 200.000, hình số 36. Hình số 34, kiều mỡ gà cũng 200.000. Dòng xay ngắn ngắn, dài hơn cái xay kia một tí. Đấy. Bản lá bóng, bản lá to nhé. Kiều mỡ gà. Hình số 34, 200.000, hình số 34, 200.000. Hình số 33 cũng 200.000. Tuyệt vời, nói chung có 5 hình thôi, có 5 hình thôi. Bác nào cũng nên chọn một hình nhá. Bác nhiệt bằng cái bàn tay chưa? Lá bằng cái lòng bàn tay này. Quá khủng khiếp luôn. Hình số 33, 200.000. Có 5 hình thôi cả nhà nhé. Cô chú mọi người xem nhớ like cho em cái nhá. Like cho cháu cái. Ủng hộ. Ủng hộ về tinh thần trước á. À, sau khi mọi người chọn được cái hình đẹp thì mọi người mua nhé cả nhà nhé. Hình số 32, 200.000. À, có 5 hình thôi cả nhà nhé. 5 hình. 5 hình kiểu mỡ gà nhá. Dáng hương đuôi chồn. À, dáng hương đuôi chồn. Hình số 26, 180.000. Hình số 26, 180.000. Yeah, những cái size này mọi người về mọi người trồng vào cái trụ đóng cột lên cả nhà để nay mai để bàn uống nước xem. Dòng size rất nhỏ nhỏ vừa vừa. Đấy. 180.000 được rất nhiều. Tươi như hoa trên lá nhá. Tươi không cần tưới đâu. Đấy, hai cây rất phê, hay là hai cây này làm hai cây mẹ đi cả nhà nhá. Hai cây này làm hai cây mẹ này. Hình số 26, 180.000, dáng hương đuôi chồn nha, chồn Lai Châu. Chồn Lai Châu nó vẫn là cái đặc trưng, đặc thù của Lai Châu, các dòng lan. Tiếp tục, dáng hương đuôi chồn. Hình số 27, 180.000. Em cho mọi người, tại sao mọi người mua lại 180.000 mua được những cái cây như thế này. Chỉ có đến với nhà em thôi. Mọi người cứ đến với nhà em, mọi người sẽ có những cái mặt hàng ưng ý. Và nó thực chất nha cả nhà nhá. Thực chất. Hình số 27, 180.000. Hình số 27, 180.000. Đấy, cái dòng này đóng trụ đây. Lá chỉ thiên này. Hình số 28 cũng 180.000. Toàn lá chỉ thiên nhá. Hay chưa? Về đóng trụ lên cho em nhá. Chăn nó hay lắm. Trồng cái này trồng theo kiểu nếu mà mọi người mà mua được cái dòng lá chỉ thiên mà lá cứ dựng lên ngổng lên trời ấy thì mọi người trồng theo kiểu trồng đai châu ấy, nhìn rất phê. Đấy. Dòng xay nhỏ nha. Đai sỏ nhỏ thì nó rất dôi cây, nhiều cây. Hình số 28, 180.000. Chia nhiều khi không đều tay lắm đâu. Một. Cũng 180.000 thôi. Cứ lựa thực tế, lựa hình nào ưng thì lấy nhé cả nhà nhé. Cứ hình nào ưng thì lấy. Đấy. Rất nhiều cây cả nhà nhá. Đấy, cả nhà cô chú nhớ xem like cho em cái nhá. Like được nhiều, bán được nhiều hàng, mua được nhiều hàng thì lại tìm được mối rẻ. Hình số 39, 180.000. Được mối rẻ hơn thì lại càng bán rẻ cho mọi người nhá. Đùi gà tròn Lai Châu, hàng vừa bóc tươi không cần tưới. Rồi em mời mọi người dành cho em một phút nhé. Đây là cái kênh riêng của vợ chồng em. Còn cái kênh Phong Lan Rừng thì em là không thường xuyên lên. Thì bác nào yêu, bác nào quý thì đánh vào cái chỗ kênh YouTube để đánh là Lê Tiến Cường này. Đó, thì nó sẽ hiện
ra cái kênh của em. Kênh của em có nghĩa là ảnh đại diện hai vợ chồng lúc cưới nhau, avatar đấy. Thì các bác bấm vào cái nút đăng ký này, bấm vào nút đăng ký này đấy. Bấm vào cái nút chuông này, bấm nút chuông để khi nào chúng em lên cái video ấy, video mới ấy, thì mọi người nó sẽ báo lên điện thoại cho mọi người để mọi người vào xem và cập nhật những cái video thường xuyên của trên cái kênh em nhé. Đây, ngày nào chúng em lên cái video, cứ khung giờ của chúng em là 9 giờ nhé cả nhà nhé, 9 giờ đây. Ngày nào chúng em lên một video như này, rất nhiều mặt hàng nhé cả nhà nhé. Vào với kênh của em thì mọi người yêu, mọi người quý, nhớ cho em xin một nút đăng ký kênh này nhá. Và like cho em này, bấm nút like dưới này này. Ví dụ như mọi người xem này, mọi người xem thì mọi người bấm cho em nút like này. Đấy, bấm nút like đây thì cái kênh của em nó sẽ được nhiều bác biết đến kênh và vào xem và ủng hộ vợ chồng em nhá. Rồi em cảm ơn mọi người ạ. Tiếp tục đùi gà tròn nhé cả nhà nhá. Đùi gà tròn, hàng vừa bóc đây. Đấy, toàn bộ thân tơ này. Đấy, size ngắn nha cả nhà nha, size rất dồi cây, rất tuyệt vời cho mọi người. Rất thân tơ đấy. Cái gì đấy? Hình số 15 170.000. Tất thân tơ nhé cả nhà nha. Thằng cu nhà em mới hôm nay nó thay đổi thời tiết, nó ốm, nó quấy quá, đang cho uống thuốc cả nhà, đâm ra này nó khóc. Đấy, nguyên một dề này. Đấy, rất phê, rất đẹp luôn. Đùi gà tròn Lai Châu, hình số 15 170.000. Đùi gà tròn này thì ở rừng này thì chưa biết mặt hoa, nên mọi người biết đâu số hưởng nhé cả nhà nhá. Đùi gà tròn Lai Châu hình số 14 cũng 170.000. Toàn bộ thân tơ hết nhá. Thân thì toàn mập ú này này. Đấy. Về có thể nó xuống lá nhưng mà thân nó vẫn to mập này, mọi người chỉ trồng lên nhá. Gà này bắt đầu nó còn đang, bây giờ nó lại đang đẻ lứa 2 này. Có thằng nó đang lẻ lứa 2 rồi đấy. Đấy. 140 hình số 14 170.000. Hình số 10 170.000, cả nhà bỏ ra 170.000 mua được ngần này thân tơ của đùi gà, cả nhà có thấy hài lòng chưa? Có thấy hài lòng chưa? Đấy. Cắt thì không cần, không còn gì để cắt nữa nha cả nhà nha. Hình số 10 170.000. Đấy, em chỉ mong là mọi người hài lòng nhiều. Thằng này thì nguyên một dề. Hình số 19, hình số 9 200.000, nguyên một dề nhá. Xanh mướt luôn, cái này ở trong bìa rừng này, nguyên một dề ra hoa thì quá phê. Có nghĩa là vừa bóc rừng về thì mình không chưa sổ mặt bông tại vườn nào, đâm ra mình không biết được nó ra cái mặt bông đẹp hay mặt bông bình thường hay như thế nào. Đùi gà nó nhiều mặt bông lắm. Nếu mà nó bình thường thì nó vẫn ra những cái mặt bông đều đều thôi. Còn không nó dị lên, nó đẹp lên thì nhiều mặt bông lắm. Hình số 11, nguyên một dề, 170.000. Cái này thì giờ em tách dề ra em bán cho mọi người nhá. Chơi dề thì nó khỏe cây. Cái thứ hai là nó sẽ ra hoa, nó sẽ đồng loạt như cả nhà nhá. Nguyên một dề ốp vào cây cau hay là trồng vào chậu hay là cho vào một cái gỗ lũa. Riêng dề này thì cho em theo em là trồng vào lũa như cả nhà nhá. Gà nó... có 3 dề thôi. Tiếp tục hình số 2, hình số đùi gà tròn, hình số 12 170.000. Đùi gà tròn nhé cả nhà nhé. Đùi gà tròn nguyên dề. Hình số 13 cũng 170.000. Ui chục quả nó này. Dã man chưa. Thằng này 2 dề nhé. Một dề này thì là thân dài nhé cả nhà nhé. 2 dề 170.000. À, tiếp tục đến cái món rất thích thú, mọi người thích, ưa thích đây. Giáng hương tam bảo sắc, dòng lá xếp nhá. Dòng lá xếp. Hình số 31, 200.000. Em vẫn thế, vẫn chia đều cho mọi người. À, vẫn chia đều nhá. Cứ 200.000 một hình nhá. À, vẫn chia đều. Cây này thì nó ăn nắng 100% màu. Đấy, phê chưa? Vẫn có một số cây nó hơi xấu và có những cây thì nó xuất sắc nhé cả nhà nhá. Toàn cây. Đấy, nhìn thấy chưa? Nhìn sướng chưa cả nhà? Đây là dòng thiếu niên tiền phong này. Đấy. Thiếu niên tiền phong. Hình số 31 200.000, hình số 31 200.000. Đẹp chưa?
Phê chưa? Hình số 16 cũng 200.000, hình số 16 200.000. Em cứ phải nhặt thế này đâm ra là nó lâu lắm. Một cái video của em nó mất thời gian là cứ quay từng cây một ấy. Đấy. Ra nhiều bác là đang bận chẳng hạn mà xem là thấy cứ nhặt thế này là cũng thấy hơi bực mình ấy. Hình số 16 200.000. Hình số 17 cũng 200.000. Ồ, cây này đẹp thế. Cứ ưng hình mọi người ưng hình hình nào thì cứ thế mà chốt thôi nhá. Còn hàng thì cứ y nguyên như hình thôi. Không có mọi người mua hình nào em gửi cho đúng hình đấy nhá. Đấy. Hình số 17 cũng 200.000, hình số 17 200.000. Thiếu niên Tiền Phong, đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh này, dòng lá xếp này. Hình số 18 cũng 200.000, hình số 18 200.000. Đẹp chưa? Ôi thôi thôi đừng có trêu nữa, đang quay đi em ơi. Đợt này thôi không khí thay đổi, trẻ con nó ốm nhiều quá cả nhà. Các bác chuẩn bị giao mùa ấy. Mọi người có trẻ con thì cũng lưu ý nhé. Đấy, cả một cái đống này 200.000. Hình số 18 200.000. Hình số 19 cũng 200.000, cứ kẹp những cái kia đi cho nhanh. Hình số 19 200.000. Vàng chưa? Vàng chóe chóe chóe. Ăn nắng nha. Ăn nắng ấy, không phải là nó bị chết hay như nào mà nó vàng thế đâu cả nhà nha. Thằng này thì bác con đẹp. Hai trăm nghìn em chia đều chứ. Hình số 19 200.000. Giáng hương tam bảo sắc thì nó quá dễ thuần rồi, mọi người cứ đạt độ ẩm cho nó thì nó sẽ thuần thôi. Quan trọng là sau khi nó thuần và mọi người chăm sóc nó để giữ được cái ngọn nó cho cây cho nó phê nó đẹp hơn. Giữ được ngọn bằng cách thì em đã rất nhiều lần, cứ video nào em cũng nói rõ rồi. Kinh nghiệm em làm thì em sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Nó bản chất nó thối, nó ngọn đấy không phải là thối đâu, mà nó là do cái cây, cây con sâu đục thân đấy cả nhà. Hai cái cây này đẹp thế nhỉ. Nó là cây sâu đục thân ấy. Hình số 20 200.000. Hình số 21 cũng 200.000. Hình số 21 200.000. Nói chung là các hình nó cứ đều đều nhau. Có những cây xuất sắc, có những cây thì nó bình thường hơn một tí. Nhưng mà nó thuộc dòng giống đấy nhé cả nhà nhé. Thuộc giống lá xếp của rụt hết. Lá xếp bản lá dày ấy. Nhiều không? 200.000 mọi người thấy được nhiều. Hôm nay có khả năng là em chia nó hơi dôi tay. Của Vũ Việt Nam hình số 21 200.000. Hình số 21 200.000. Rồi em mời mọi người tiếp nha. Ra ngoài này à, Vẫn còn rất nhiều chứ cả nhà nha. Thao hồ chọn sạch sẽ nha. Giáng hương đôi chồn, chồn Lai Châu hình số 25 180.000. 180.000. Tắt loa đài rồi. Hình như chắc là 7 giờ sao vậy, tắt loa đài sớm thế. Thường thì cứ 7 giờ người ta mới tắt. Đấy, hai cây chồn Thủy Thiên đấy. Phê, nói chung là hình đấy rất ok, 180.000.
180.000 thì em phải nói là nhiều khi các bác dân đi lấy nhé, một ngày chắc là được, có khi được 1-2 cây, chứ không phải hôm nào cũng rừng nó không sẵn như thế đâu cả nhà nhé. Riêng một nguyên một giò nguyên bản dáng hương tam bảo sắc, dòng lá xếp, bản lá dày, lá xếp của rút đấy, đấy bản lá dày nhá, nguyên khúc nguyên bản này. Và hôm nay lại lấy thêm trong đống đùi gà thì sót được một cái này, các bác biết cây gì đâu này, em không biết cái này nó đang ra ki ra nụ nữa đây, không biết ra ki ra nụ này đấy. Một loạt này là đang ấy này. Cái này là gọi là lụa vàng nhá, cho hoa ngày Tết đây, nó nằm trong một số loại lan rừng cho hoa đúng Tết, nó là lụa vàng, hoa cực kỳ phê, cho hoa đúng Tết nha, có đang nụ nụ chả biết nụ hay kỳ, nó nứt hết đây này, nứt hết rồi nhá, là có một thân nó nứt đây. Đấy, mọi người có nhìn rõ không? Đấy. Và một hai dề kiểu vàng dòng xanh ngắn. Chắc nghĩ cái combo này thì được bay rồi. Đấy. Kiểu vàng ấy. Hình số 29 180.000, hình số 29 180.000. Chắc là rẻ quá. Ý Ngọc à, Hạc Vĩ Lai Châu, hàng bốc rừng chưa biết mặt bông đây. Ý Ngọc Lai Châu, à quên mất. Hạc Vĩ Lai Châu, à cả nhà ơi, cái này là do ánh điện nhé, nhìn nó sạm sạm như ngoài nhìn nó xanh rất đẹp đây. Bản cây nù thân tím nhé cả nhà nhé, Ý Ngọc bốc rừng nha. À quên mất, cứ tự dưng Ý Ngọc thôi nhỉ. Hình số 38 150.000, Hạc Vĩ Lai Châu. Hạc Vĩ thuộc dòng thân nù nha, thân ngắn, thân to, lá tím, thân tím, lá dày. Hạc Vĩ Lai Châu 150.000. Có ông này thì tuyệt vời, chọn này, do ánh điện nó vàng vàng cả nhà nha, ánh điện kìa. Đó, ánh điện ngoài nhà em này. Đó. Vàng vàng nha, ngoài xanh nha. Thêm 50.000, hình số 37 200.000. Đã có cái tội gì không mua như này. Nhìn phê chưa? Toàn chọn thân cho mọi người nha, thân nù nha. Thân tím nha. 100 200.000. Hình số 37 200.000, hình số 37 200.000. Hình số 22 dáng hương tam bảo sắc. Cứ thế này, dòng này dòng lá lướt nha. Dòng lá lướt cứ thế về thế này mà ghép lên cho em thôi. Trồng y nguyên như kiểu em sắp xếp này, nên mai nó ngổng cổ lên này. Toàn thân đẹp ấy, thân xanh thân đẹp ấy, chứ không phải là đấy, toàn thân đẹp ấy nhá. Dề này ở đây không phải dề mà em bó lại nhá, bó lại để nay mai kiểu như là mọi người mà muốn trồng như này ấy thì trồng theo kiểu này này đấy. Nó ngẩng cổ lên này này. Hình số 222, hình số 22 cũng 200.000. 200.000. Dòng này thì nó to, nhìn nó rất to, nhưng mà bản lá lá của nó là thuộc dòng lá lá dài nhé cả nhà nhé, lá dài. Đây, có hai cái đống này, nó vừa là xanh ngắn này, vừa là dòng dáng hương mini này, có cả những cái dòng giống của lá xếp này. Đấy. Em bán thanh lý nhá. Bán thanh lý cho mọi người. Bác nào mới chơi thì mua về tập ghép tập chơi, rất nhiều cây, cũng rất nhiều cây đẹp nha. Một đống này. Hình số 23 150.000, hình số 23 150.000. Dáng hương tam bảo sắc. Từ tất cả các kiến củng, các những cây nhỡ mà nó đi nó bị tụt ngọn các thứ là nó nằm hết trong này nhé cả nhà nhé, kiến những cái dòng xếp nhé. Cũng một đống này, có hai đống thôi. Hình số 24 150.000, ghép không biết bao nhiêu giò. Nói thế thôi, em nói thật với mọi người nha, mọi người về lọc ra xong bắt đầu trồng lên từng giò, xong bắt đầu cắt tỉa các thứ đi sạch sẽ, thì bắt đầu nay mai nó hồi cây, nó bắt đầu nó ngẩng cái cổ lên thì lại là một cái vấn đề khác nhé cả nhà nhá. Một cái đống này dáng hương tam bảo sắc, hình số 24 150.000. À, có thằng thập hoa này là nó đang tự dưng nó cho hoa trái vụ này, thập hoa này nó đẹp dã man luôn này. Đây, mọi người không chơi thập hoa chơi cái gì đấy, em chờ em tím cân lại cái máy đấy, đẹp chưa, rất thơm, rất thơm, được hai bông gọi là nở nở sót đây, thập hoa Lai Châu đây nhá, thập
Hoa Lai Châu nó tím như này nhá, nó tím tím. Còn duy nhất một hình thập hoa. Hình số 43 250.000, hình số 43 250.000 thập hoa nhé cả nhà nhá. Rất phê. Toàn bộ thân tơ nhá. Cái mặt bông thì có luôn rồi. Bác nào chơi chơi mặt hoa thập hoa thì chưa biết cái hay nó đâu. Hình số 43 250.000. Nó rất thơm, nó rất thơm cả nhà nhá. Các bác cô chú nhớ cho em xin nút like nhá. Rồi em mời mọi người ngắm cái thằng này một chút. Ngắm mặt bông một chút để chơi cho nó thích. Nhiều bác mới chơi cũng chưa biết này, cứ giới thiệu lan này lan kia nhưng chưa biết mặt bông thế nào. Đấy, em mời mọi người ngắm mặt bông nhá. Đây em mời mọi người ngắm cái mặt bông, đây là đùi gà dẹt nhé cả nhà nhá, đùi gà dẹt đấy, mặt bông đấy. Rất rực rỡ, rất phê. Nói thật đùi gà dẹt thì cái cánh của nó sẽ không không được gọi là mở toang ra đâu, mà nó có hơi cụm nhé cả nhà nhá. Đùi gà dẹt dân thuần nhé, cái này dân thuần nhá. Hình số 42 250.000, hình số 42 250.000 đùi gà dẹt nhá. Có 3 giò để cho mọi các bác xem nhá. Quay em nghĩ quay cam sau nó cũng có hay đấy. Nó rất chi tiết cụ thể như này cơ. Còn em cầm lên thì nó cũng nhìn thấy người thì nói chuyện nó khí thế hơn. Còn đây là chỉ nhìn thấy lan thôi cả nhà nhá, và tiếng nói đó. Rất đẹp, rất bao phê cho mọi người nhá. Nó cái từ đâu rồi? 250.000. Hình số 42 250.000 cái giò này nhá chị nhá. Giò này cứ đều đều nhau hai giò nhìn khả năng giò này hình như to hơn hay sao. Hình số 40 cũng 200.000. Bẹp thể le ra gọi dẹt đây, gọi là dẹt, nhìn nó cứ dẹt cũng 250.000 cả nhà nhá. Hình như giò này to hơn cả nhà, giò này to hơn, đúng to hơn thật. Thôi nói thế thì bán thế nha cả nhà nhá. Hình số 41 cũng 250.000, hình số 41 250.000. Hình số 41 250.000. Nói chung ba giò này mọi người lấy giò nào cũng ưng, giò nào cũng đẹp. Trồng vào khúc dớn nhá. Hay cứ một mình xoay một tự biên tự diễn ấy cả nhà. Rồi em cảm ơn mọi người, cảm ơn tất cả cô chú đã theo dõi video và đã thưởng cho em một cái là một nút like. Em rất cảm ơn và chúc toàn thể gia đình mình một ngày một buổi tối thật là ngon miệng và nhớ là cổ vũ bóng đá Việt Nam nha. Rồi em chào cả nhà.